chào tất cả các bạn đang xem chương trình Lee Israeli Bowl. Yeah, với chủ đề là Night Party. Ngày hôm nay chúng tôi đang có rất là nhiều các bạn trẻ tụ tập tại nơi đây, tại The Rubik Zoo. Thì các bạn ơi, các bạn đang ở đâu mà gần đây thì hãy nhanh chóng đến The Rubik để tập trung và tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Có những ưu đãi rất là hấp dẫn như là xăm hình miễn phí, uống nước miễn phí từ Hill Garden và rapper khói, và còn có những món quà đặc biệt khác, đó là từ Sneaker Fashion. Đó, các bạn có thể được nhận 10 đôi giày real hip hop và 70 chiếc áo thun Lee Israeli Bo từ nhà thiết kế Việt Ma. Wow các bạn ơi, những phần quà cực kỳ có giá trị và ấn tượng. Các bạn hãy đi theo Lee tham quan một vòng ở nơi đây nào. Yeah. Và bây giờ ở đây các bạn thấy là rất là đông luôn á, kiểu các bạn không có chỗ đi luôn. Và bây giờ chúng ta hãy đi cùng với Lee tham quan để xem ở trong này có cái gì nha các bạn. Yeah. Các bạn ơi, hãy share livestream này để cho mọi người cùng biết nha các bạn. Yeah, thì bây giờ Lee Kyo đang đứng tại khu vực graffiti. Yeah, có rất nhiều bạn trẻ đang check in với bức hình này là rất là đẹp. Bức hình Lee Israeli Boy với câu logo của chương trình. Và ở đây thì các bạn thấy đó là một nhân vật và mình không biết là ai. Các bạn ơi, chúng ta có một trò chơi ở đây, đó là khi các bạn comment tên nhân vật này, các bạn có thấy không? Các bạn comment tên nhân vật ở đây thì các bạn sẽ được một phần quà ngẫu nhiên từ chương trình dành cho bạn trả lời đúng nhất. Đó là một chiếc loa SP21 trị giá 2.290.000. Wow, rất là giá trị đúng không các bạn? Thì các bạn ơi, hãy nhanh chóng comment tên nhân vật này là ai và share cái livestream này thì các bạn sẽ có cơ hội được chọn ngẫu nhiên những phần quà loa của chúng ta. Woo. Yeah. Và các bạn ơi, bây giờ Lee Kyo sẽ thử hỏi hot trend của chúng ta dạo gần đây, đó là Rickis. Thì yeah, chúng ta sẽ kiếm một bạn nào đó thiệt là high fashion nào. Where is it? Ok. Xin hello bạn. À. Yeah. À, mình hãy chào camera đi nào. Đây, mình đang livestream trực tiếp trên fanpage của Sony đó. Thì bạn có biết cái chào lưu của chúng ta dạo gần đây không nè? Chào lưu gì? Rickis. Rickis. Yeah, thì bạn có thể cho mình biết là full set đồ ngày hôm nay của bạn có giá trị là bao nhiêu được không ạ? Dạ. Rồi. Ok, xin mời bạn. Dạ em không có kích gì hết ở đây hết trơn á, là cái áo của em á là em nhờ thằng bạn em mua. Cái giá là 350.000. À 350.000. Cái quần á thì em mua đại ở chợ. Ở chợ nào? Dạ chợ lớn. Chợ lớn, quần mua chợ lớn giá bao nhiêu vậy? Dạ. Giá chợ lớn thì giá là 250.000. 250.000 là 800.000 thôi. Còn cái đôi giày của em á, đôi dép của em á là mua lại ở trong một cái chợ khác nữa. Chợ nào Kim Biên hả? Chợ Bầu Sen. Chợ Bầu Sen. Một cái chợ Bầu Sen, mỗi sợi Bầu Sen với giá là 350.000. Trời ơi, đôi dép ở chợ mắc quá vậy, nó 350.000 luôn. Là tổng giá trị xét đồ của bạn là. Có tính vòng tay gì không chị? Có luôn, vòng tay di chuyển. Cái nhẫn của em á thì em được một chị của phố đi sinh hoạt của phố cho nên em không biết giá nhiều hết chưa á. Còn cái vòng của em là em mua ở trong chùa, nó làm bạc 100% nên là bé 3.500.000. Bao nhiêu? 3.500.000. 3.500.000. Wow. Cái vòng. Dạ, 3.500.000. Rồi, còn cái dây chuyền. Rồi cái dây chuyền thì nó cũng rẻ, có 100.000 à. 100.000, vậy tổng giá trị của bạn là 4.000.000, gần 4.000.000 chị người các bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều, cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Dạ. Cẩn thận với chiếc vòng nha. Dạ, ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Chơi vui vẻ nha. Rồi, và bây giờ hay ra già. Bây giờ Lee Kyo xin nói sơ về cái full set đồ của Lee cho các bạn biết nha. Đây cho các bạn nhìn. Đấy. Thấy chưa?
Thì cái set đồ này của Lee Kyo thì giờ đi từ trên xuống nha. Set đồ này có Lee cái nón hàng real mua tại Singapore. Đây là trị giá là 1 triệu rưỡi tiền Việt Nam của chúng ta. 1 triệu rưỡi các bạn. Và tiếp theo đây là cái đeo trên cổ các bạn cũng biết, là một chiếc loa cái tai nghe MDR XP550 của Sony. Yeah, các bạn thấy không? Rất là chất lượng. Thì cái này có trị giá là 1.190.000. Wow, thì coi như là sơ sơ là cũng được nhiêu nhỉ? Gần 4 triệu ha. À, đây 1.500.000 rồi, cái này 1.000.000 nữa là 4 triệu đi. Ok. Và tới cái áo. Áo này thì đúng các bạn. Áo này mua hội chợ. Một lần cuối tuần Ly đi với các bạn này, đi hội chợ thấy được cái áo này rất là đẹp cho nên là đã mua với giá 300k. Ok, và tới theo á là cái áo bên trong, có luôn áo bên trong luôn. Đây, áo bên trong này thì Ly Kyo mua tại shop The Six Shop. Yeah, thì cái này là với giá là 200k. Oh yeah. Và còn cái quần Adidas. Ok, quần Adidas này mua ở chợ gì đó quên rồi. À, Adidas này Ly cũng mua ở hội chợ luôn. Đa số là Ly hay đi hội chợ vào cuối tuần lắm, cho nên là thấy gì đẹp là mua à. Cái này chỉ có 200.000 thôi các bạn. Quần 200.000. Hàng Adidas, hàng phát. Cho nên là nó hơi rẻ xíu, không sao mà mặc bền đó các bạn. Ok, và đôi giày. Hey, à, đôi giày cao cổ đến từ Converse. Yeah, quá sành điệu đúng không các bạn, đi rất là thích. Yeah, thì cái này limo lúc và Converse sale chỉ có giá là 900k thôi, chứ bình thường là nó tới 1.000.000 á. À, Lee được sale hên ghê, 900k là mua ngay luôn. Yeah, tổng số đồ của tôi là chắc khoảng 6 triệu. Yeah, 6 triệu. Quá, wow, cái đồng hồ phụ kiện. Nhiều quá, đeo phụ kiện nhiều quá. Cái đồng hồ này thì Ly được tặng sinh nhật, không biết giá nhiều hết, nhưng mà chắc là cũng có giá, nhưng mà không biết giá nhiều hết. Ok. Và cái nhẫn này thì chỉ là một cái dạng là phụ kiện rẻ tiền thôi. Ly thấy đẹp quá Ly mua. Hiện này nó chỉ có trị giá 50k thôi. Ok, cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đi qua khu vực khác để xem tìm hiểu nha. Bạn ơi hãy share livestream này nha. Nếu mà được 100 share, Ly Kyo sẽ nhảy đen cho các bạn xem hip hop tại chỗ này luôn. Nhớ nha, share nhiệt tình lên để coi tôi nhảy nha. Hiếm khi tôi nhảy lắm á. Ok, quá đông luôn các bạn. Và bây giờ đứng bất cái chỗ này rồi. Hay da, anh ơi làm sao mình có thể đi vô trong đây hả? Wow, mọi người tới đông quá mọi người ơi, vui quá. Một tí nữa là không thấy lối vào luôn rồi. Ê, ê, hãy nhớ comment nhân vật trên bức hình graffiti là ai nha. Hãy comment tên nhân vật, các bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên. Đó là một chiếc loa XP21. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến vào vô. Trời ơi, người không là người. Wow, chương trình Liestra Libo của chúng ta thì còn náo nhiệt đúng không mọi người? Dạ, xin giới thiệu với các bạn. Ở đây là gian hàng Tattoo. Đang có rất là nhiều các bạn đến xếp hàng và được mong muốn là cái hình chơi cho mình. Và cái này hoàn toàn miễn phí nha, nha các bạn. Dạ. Và bây giờ Ly Kyo sẽ thử phỏng vấn một vài bạn đang xếp hàng ở đây. Oh yeah. Chà. Em có vô xong không? Không. Ok. Oh, có bạn nào ở đây vô xong mình không? Oh yeah, ok. Hello. Xin chào bạn. Wow, bạn nhìn rất là Hàn Quốc, rất là handsome, rất là đẹp trai. Bạn có thể cho các bạn đang xem livestream trên fanpage của Sony biết tên là gì không? Mình là Nguyễn Việt Hoàng.
và hôm nay mình đến với Sony và để và mới được xăm khói xăm tấm hình lên kia bóp xăm bó mới xăm xong hả? Dạ. Wow. Ok, bạn cảm thấy sau khi xăm xong thì bạn cảm thấy như thế nào? Đây là hình xăm đầu tiên của mình và cảm thấy rất là tuyệt, đặc biệt là được khói và những người bạn xăm. Các bạn ấy bóc tem lần đầu tiên. Wow, ok, hình xăm có thể cho mọi người xem hình xăm của bạn được không? Wow, rất là đẹp luôn các bạn. Trời ơi, cái này mình xăm trong vòng bao lâu nhỉ? Hình như khoảng 15 phút đến nửa tiếng. Oh, các bạn ơi, cái hình xăm này chỉ mất có 15 phút và các bạn là bạn đã có được ngay một hình xăm rồi. Thì các bạn ơi thì hãy nhanh chân tới đây để tham gia cùng chúng tôi nhận được một hình xăm miễn phí và rất là đẹp này nha các bạn. Yeah, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn enjoy. Ok. Yeah. Tuyệt vời. Hình xăm đã quá à. Ly cũng muốn xăm mọi người ơi. Trời ơi, xăm có 15 phút rồi. Trời ơi, hình xăm đó ra ngoài tiệm hả? Chắc là 400 ngàn đó. Vậy đến với... hãy đến với lại cái stream của chúng tôi. Ly Extra Libo lần thứ 2 được tổ chức tại The Rubik. Các bạn ơi, sẽ có rất là nhiều ưu đãi dành cho các bạn nha. Yeah, hãy nhanh chân đến đây để sở hữu những phần quà và những ưu đãi miễn phí nào. Bây giờ thì đi vô tiếp nha. Bây giờ bơi vô. Anh ơi, tẻ đường cho em chứ. Oh, let's go mọi người ơi. Yeah. Cảm ơn anh nhiều. Vô đây không? Trời ơi, em sẽ vô trong đó đứng. Em cho anh qua. Vô trong này nó có chỗ. Chúng ta sẽ vào trong này để có chỗ đứng. Hay vô. Ly kêu lại đến phá mấy anh nữa đây. Xin chào, đây là khu vực cắt tóc Barber Shop thưa các bạn. Đây là của anh Lim Barber Shop. Thì các bạn ơi, đây là khu vực cắt tóc miễn phí dành cho tất cả các bạn khách hàng của Sony cũng như là các bạn khán giả ủng hộ Sony trong thời gian qua. Thì ở đây Ly thấy là có hai bạn đang tốt lại cho mình vẻ đẹp trai. Đó, yeah. Và Ly có thấy là dạ chưa? Bây giờ Ly thấy là không những cắt tóc nha các bạn mà còn được tỉa gọn râu nữa các bạn, là cắt luôn cả râu luôn. Cho nên là các anh em nào mà bị trục xuất ở kia mà râu nhiều quá thì có thể tới Barber Shop. Thì anh Lộc ơi, anh Lộc đẹp trai ơi, anh Lộc có thể chia sẻ cho mọi người biết là anh Lộc cắt một cái tóc này trong thời gian bao lâu không? Quay cho mọi người xem mặt cái. Say hi. Yeah, đây là khách hàng của chúng ta. Anh có thể chia sẻ một chút xíu là anh cắt cái tóc này trong vòng bao lâu không? Chắc khoảng hơn một tiếng. Ok. Một cái quả đầu để mà đẹp trai thì chỉ cần hơn một tiếng là các bạn sẽ có. Yeah, và ở đây chúng ta có rất là nhiều nghệ sĩ cắt tóc đầy tài ba. Thì các bạn không ngần ngại, hãy giao cái quả đầu của bạn cho hai anh đây. Thì khi mà các bạn bước ra là thính bay tùm lum lướt tại vì quá đẹp trai. Yeah. Ok. Bây giờ Ly sẽ qua bạn kế bên. Oh, các bạn ơi, ở đây á, Ly thấy là các anh có rất là nhiều đồ nghề. Yeah. Đây là những sản phẩm của Lim Barber Shop. Yeah. Có rất là nhiều món ở đây. Và có những hình xăm rất là đẹp mắt. Thấy không? Cái này là thiết kế hộp rất là đẹp mắt. Vô. Yeah. Ok. Hello anh. Anh cắt tóc từ sáng giờ anh có cảm thấy mệt không? Mệt thì có mệt nhưng mà vui, không khí nó vui à. Không khí vui.
chơi đúng không? Dạ. Xin chúc anh có một ngày thiệt là vui vẻ và enjoy với chương trình. Cảm ơn. Ok, và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đi nào. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wow. Ok. Và các bạn ơi, hello. Thì hiện tại Ly đang đứng ở khu vực sneaker và fashion. Đây. Là ở đây chúng ta khi mà đến, khi các bạn có hóa đơn Sony hoặc là một sản phẩm Sony bất kỳ thì các bạn có thể đăng ký ngay để có cơ hội nhận được một trong 10 đôi giày Real đang xếp hàng ở đây từ nhãn hàng Adidas và Nike, rất là chất lượng nha các bạn. Mỗi đôi đều có giá trị rất là cao. Và thì ở đây các bạn có thể thấy áo Extra Base của nhà thiết kế Việt Mắc. Chúng ta có đúng 70 cái áo thun dành tặng cho các bạn đăng ký, và các bạn có thể ngẫu nhiên bốc thăm được sau cuối chương trình. Yeah các bạn, in cả hai mặt luôn và họa tiết rất là chất. Likio cũng đang rất là muốn có một cái đây, đẹp lắm các bạn ơi. Trời ơi, còn không mau tới đây đăng ký lấy ngay cái áo này và những đôi giày đang có ở đây. Đã quá, trời, chương trình Sony gì đâu mà toàn tặng quà với lại miễn phí không à. Dạ. Yeah. À, có vẻ là sắp tới chương trình âm nhạc rồi đó các bạn. Và đi thôi, let's go. Đông quá. Likio đang đứng ở trung tâm mọi người ơi. Đang đứng trung tâm mọi người ơi, ai cũng đang nhìn tôi hết. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hello. Nào bây giờ mọi người có thể say hi với lại các bạn đang xem livestream của fanpage Sony được không? Nào chúng ta 1 2 3 say hello và nói câu slogan của chương trình, đó là Li Extra Libo, sống là phải đậm nha. 1 2 3 hello. Các bạn rất nhiều. Yeah. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta đi tiếp nào. À, hướng này. Chết rồi. À, bạn ơi có thể cho mình qua chút xíu. Dạ dạ. Đi thôi nào, trời vui quá mọi người ơi, rất là đông vui. Dạ. Yeah. Đây là toàn là các bạn giới trẻ thôi, rất là ái mộ Sony. Hầu như đợt Sony nào lần trước và lần này đều các bạn đều tham gia kín cái khuôn viên của chúng tôi luôn, đứng không có đường đi luôn các bạn. Dạ. Lên TV rồi, ở đây ai muốn được lên TV giơ tay lên. Ok rồi, ok. Xin mời bạn. Ủa? Rồi thôi, có vẻ như tôi đã bị bỏ lơ rồi, thôi bây giờ đang có tiết mục à. Ngay bây giờ chương trình chúng ta xin phép được bắt đầu. What you gon' do?
Chạy vỗ tay dành cho 218 Desert Crew. Ok, các bạn đã sẵn sàng bắt đầu buổi tiệc âm nhạc đêm nay chưa nào? Ok, năm tháng trước Sony Estrabat đã có mặt tại sân khấu này. Và ngày hôm đó là một trận đấu giữa những nhóm nhảy. Và họ đã có tìm ra được người chiến thắng trong ngày hôm đó. Nhưng ngày hôm nay Sony Estrabat đã quay trở lại đây, nhưng không phải với những nhóm nhảy nữa, mà sẽ bằng một buổi tiệc âm nhạc. Vâng, rất nhiều khách mời của chúng ta có mặt ngày hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi còn rất nhiều phần quà dành cho các bạn có mặt ở đây. Chúng tôi có 10 đôi giày. Yeah. Sneaker đến từ Nike và Adidas. Yeah. Ngoài ra, chúng ta còn có 3 giải, giải nhất, nhì, ba là những sản phẩm của Sony Estrabat. Còn ngay bây giờ, các bạn đã sẵn sàng bắt đầu đêm nhạc đêm nay chưa nào? Ok, một là lỗ tai tôi bị gì đó, hai là các bạn la nhỏ xíu à. Ok, các bạn đã sẵn sàng bắt đầu đêm nay chưa nào? Và người bắt đầu đêm nay đó chính là Cool. Ê vô. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Thì đến với Sony Estrabat ngày hôm nay cũng không có gì hơn ngoài một vài bài nhạc cũ mà cô tự sáng tác. Thì hôm nay nếu mà mọi người đến đây thì chiêu cùng với cô nhá. Ok, thì trước tiên á là cô có một câu hỏi cô muốn hỏi mọi người được không ạ? Có được không ạ? Ok, thì khi mà quen nhau á thì cái người bạn trai á sợ nhất phải thấy cái gì? Người bạn gái. Ok, mọi người thông minh quá, thì câu trả lời chính là sợ nhất phải thấy bạn gái của mình khóc, có đúng không ạ? Ok, thì cho em xin nhạc được không ạ? Thì bài hát cô muốn gửi đến mọi người là bài Be Don't Cry. Mọi người chill cùng với cô nha. Chị. Ok. Bao nhiêu người ngoài kia không làm cho em vui sao? Sao em vẫn cô đơn giữa tấp nập bộn bề? Tại sao lại luôn chọn kết xa nhau? Để rồi cho cô đơn ôm lại nỗi đau mỗi đêm lại về. Em vẫn đang có bạn trai, anh vẫn đang get in high. Cause I know that you leave me right by my way, see fucking freestyle. Anh đang high như trên máy, bạn trai em có thằng quên tay. Mấy thằng đó just wanna be, không có em dạng gì. I can treat you the right way, hey, everybody die in the nightmare. I gotta see you somewhere. Anh vẫn đang đi tìm em, thì thầm vào tai để kể cho em nghe. Yeah. I'm a soul boy, with my whole team some fucking toys. Muốn được nghe giọng em nói, gọi hồn môi xa em qua chiếc điện thoại. Thôi em đừng khóc nữa em, oh baby don't cry.
Anh không muốn thấy em như thế này. Oh baby don't cry. Thôi em đừng khóc nữa em. Oh baby don't cry. Mọi người hãy sẵn sàng chứ nè. Em ơi đừng khóc. Em ơi đừng khóc. Có ai mới khóc tối qua không? Bao nhiêu người ngoài kia không làm cho em vui sao? Sao em vẫn cô đơn giữa tấp nập bộn bề? Tại sao lại luôn chọn cách xa nhau? Để rồi cho cô đơn ôm lấy nỗi đau mỗi đêm lại gần. Còn quá nhiều thứ anh vẫn chưa kịp nói với em. Bigger and cry. Nhưng nếu em muốn anh sẽ cùng khóc với em. Bigger and cry. Sài Gòn mà cũ thì em đẹp như là cũ ba. Họ thấy em đẹp nên nói ra nói vào thật là cũ lắm. Là khi 1-2 giờ đêm em vẫn đen ngoài kia trời khuya. Còn khi là ai gần bên để quên thì nên là anh gần bên cạnh em. Bởi vì rap là game, là anh không cần fan. Và anh chỉ cần em, tôi nhìn thấy mỗi đêm. Tôi yêu em nhiều tình, và phía mình xem. Em đừng khóc mà em, oh no, fuck that. Thôi em đừng khóc nữa. So sing it. Oh baby don't cry. Anh không muốn thấy em như thế này. Oh baby don't cry. Thôi em đừng khóc nữa. Oh baby don't cry. Anh không muốn thấy em như thế này. Shit, shit. Hold up. Em ơi đừng khóc. Shit, 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 shit. Em ơi đừng khóc. Okay, and this. That's right. Okay, thì hôm nay cô đến đây thì cô không đến một mình. Cô có đến với một homie, một young boy. Thì cô muốn mọi người hãy la thật to khi mà cô đọc tên của người này có được không ạ? Everybody make some motherfucking noise for K. Come on, K. Come on, come on. Yeah, yeah. Mọi người nóng chưa ạ? Mình lột độ đây được không ta? Bây giờ thôi thì đêm nay mong tất cả mọi người cháy hết mình cùng Sony được không ạ? Vô ra ra vô. Yeah, yeah, everybody turn up right now. And you know what? Nhạc lớn lên được không ạ? Yeah. Come on. Let's get it. Em ơi con tim anh đâu cho em đi ra đi vô. Đi vô đi ra lâu lâu em để cần em đi ra xa. Em ơi con tim anh đâu cho em đi ra đi vô. Chơi xong chơi với sẽ muốn về nhà. Tháng được mấy ngày, đến được mấy khi. Đêm từng đêm nằm nghe phút giây em thật thi. Nói yêu người này, nhớ thương người kia. Ôi thôi xin chào em tránh xa anh đi mà. Em ơi con tim anh đâu cho em đi ra đi vô. Đi vô đi ra lâu lâu em lên cơm em đi ra xa. Em ơi con tim anh đâu cho em đi vô đi ra. Vô ra ra vô. Tay đâu tay đâu. Let's go. He's on, he's on, he's on, he's on, he's on, he's on. Đi ra đi vô. Oh 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 oh. Tìm anh đâu phải anh ơi để em đi ra đi vô. Khi đang bên em anh đâu có yêu thêm ai hay hai ba cô. Tìm anh đâu phải anh ơi để em đi ra đi vô. Khi đang bên em anh đâu có yêu thêm ai hay hai ba cô. Yeah, that's right baby. New school motherfucker. You make me high like sativa. Còn mấy người trước thì chén cứ như là indica. Em
phải quên người ta đi, vì nhớ là không cần thiết. Yeah, thiệt sự là khi mà chiếc cũ của em bao nhiêu for real, anh không cần biết, viết về em thôi chứ không viết cho ai khác. Mặc kệ màn đêm trôi, em là bảo vật anh đang khai thác. Gặp em một lần và cảm xúc của anh em lấy đi. Oh baby girl, when you move your body, make me come. Enter. Em ơi con tim anh đấu cho em đi xa đi vô. Đi vô đi nè. Đi vô đi xa lâu lâu em lên gương em đi ra xa. Em ơi con tim anh đấu cho em đi vô đi ra. Con tim anh. Let's go, let's go. Đi xa đi vô. Oh oh oh. Đi xa đi vô. Oh oh. Đi xa đi vô. Oh oh. Tim anh đâu phát nơi để em đi ra đi vô. Khi đang bên em anh đâu có yêu thêm ai hai ba cô. Tim anh đâu phát nơi để em đi ra đi vô. Khi đang bên em anh đâu có yêu thêm ai hai ba cô. Vô ra ra vô. Ra vô vô ra. Vô ra ra vô. Ra vô vô ra. Say. Vô ra ra vô. Ra vô vô ra. Vô ra ra vô. Yeah. Ok, cảm ơn mọi người. Mọi người phát tay dành cho cô đúng không ạ? Ok, một ca khúc tiếp theo mà dành tặng cho tất cả mọi người thì chắc chắn mọi người rất là quen thuộc. Một sáng tác từ Lăng LG. Và bây giờ nha, khi mà cây nói ý em sao, mọi người nói sao cũng được đúng không ạ? Ý em sao? Ý em sao? Cho miếng nhạc đi anh ơi. 42kg. Thầy bối đã nói rồi. Câu chơi rước em liền vì cái tính. À, yêu em tiền là miễn phí. Ở cuối năm qua nhà em nàng tí anh hứa mang theo. Má anh cũng chưa ơn rồi vậy giờ ý em yêu. Cường ơi em ráng cho anh, cho anh sống như chưa từng mơ. Để em đi hết năm châu rồi xong mình về Tiền Giang Long Xuyên. I don't want to. Đừng có nghĩ anh đây là dễ dãi. I don't want to win. Và em khiến anh phải theo ế ỏi. I don't want to. I yeah yeah. Sẽ là vợ của anh trong tương lai. Ông trời khéo giang tơ cho em mê chẳng văng thơ. Bên ngoài anh ghen sơ như là thích âm trang mơ điện thoại. Yeah. Mê em hơn cả hậu xoay. Mê đến khi đang nằm đầu bạc con cháu một đàn. Tay đâu đưa tay cao lên nào. Let's go. Cuối năm qua nhà em nè tí anh hứa mang theo. Má anh cũng vừa ơn rồi vậy giờ ý em yêu. Cưng ơi em ráng cho anh, cho anh sống như chưa từng mơ. Để em đi hết năm châu rồi xong mình về Tiền Giang Long Xuyên. Tay đâu hết rồi đưa tay cao lên mọi người ơi. Các bạn nấu mương chưa? Ai sẽ là vợ của anh trong tương lai. Má anh ơn rồi ý em yêu. Sao cưng ơi em ráng cho. Cu thằng cu thằng cu. Đầu lòng để em đi hết năm châu. Yeah. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thực sự thì muốn cháy hơn nữa nhưng mà thời lượng có hạn, mong hẹn tất cả mọi người vào dịp sau nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và cảm ơn Sony. Vâng, xin cảm ơn Kê Trần rất nhiều. Kê Trần và Khu mình ngại giới thiệu anh nó dễ sợ, nghe lúc nào cũng giống như đang chọc ghẹo. Mời Khu tới Khu. Ok, cảm ơn Kê Trần và Khu rất nhiều. Rồi bây giờ quay trở lại với trình chúng ta. Như các bạn thấy âm nhạc mang tới một cảm hứng rất nhiều, và tôi có một rapper người đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Thôi vì tôi rất thích chạy xe, tôi rất tự do. Yeah. Ok, vậy rồi thì giới thiệu gì nữa đây? Tất cả mọi người đều biết ai mà đúng không nào?
Lần trước Phi đã từng nói là đây là rapper duy nhất của rap Việt không dám mặc đồ trắng đi diễn. Ok, hôm nay anh mặc áo màu xám và ngay bây giờ xin hãy mở một con đường dành cho rapper Dan. Ê vô. Thật là tuyệt vời khi mà Sony cho chúng tôi những người chơi nhạc rap, cho Cu, cho Cây Trần và bây giờ đến lượt Đen được đứng đây hát cho mọi người nghe. Thật là tuyệt vời khi mà chúng ta được sống trong một không khí hip hop toàn phần như ngày hôm nay. Ok. Nói gì nữa bây giờ nhỉ? Đông anh chị em quá. Thôi bật mí như này, tối nay Đen ra MV 12 giờ đêm. Mọi người có thức cùng Đen không? Ok, thức cùng Đen nha. Và bây giờ bài đầu tiên, Đi Theo Bóng Mặt Trời. Hát cùng nha. Từ từ đã bật nhạc anh ơi. Cười lên tí cho nó vui đúng mọi người. Đi Theo Bóng Mặt Trời. Đi Theo Bóng Mặt Trời. Vui quá mọi người ơi. Đi Theo Bóng Mặt Trời. Đi Theo Bóng Mặt Trời. Trước khi con mắt ta ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu, trước khi ta hóa thành xương khói hay là đám lá mục nâu, trước khi ngọn lửa ở trong lòng dần tàn, trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. Tận cùng thế giới là gì? Đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao. Ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh trắng. Trong mắt của rất nhiều người, ta rất điên và rất ương bướng, lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông về qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì con đường đó sẽ không hề xa. Là ngày mà ánh sáng mọi người ơi, là ngày mà tâm tư mục đâu rồi tàn và tàn vào trong những biết đâu à nhé. Là ngày mà ánh sáng, là ngày mà tâm tư mục đâu rồi tàn và tàn vào trong những biết đâu. Bên này nào, bên này, bên này à. Đi theo bóng mặt trời, yeah. Đi theo bóng mặt trời trên những con đường xa anh rong ruổi. Thà làm con khí tự do còn hơn là chúa. Anh muốn khi anh đến trẻ ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều, bên hiên nhà ly trà ấm, trong tâm tư không tiếc nuối nhiều. Đến kể cho bạn trẻ những điều Đen đã trải qua, không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai rồi thì cũng sẽ già nua, những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng. Là đâu đó giữa chập trùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lâu bia. Là ngày mà ánh sáng mọi người ơi, là ngày mà tâm tư ta chưa thành lá mục đâu rồi tàn, tàn vào trong những biếc sâu. Là ngày mà đôi mắt ta chưa trở nên gục ngầu, là ngày mà ánh sáng kinh ta nhìn thấu được mình, là ngày mà tâm tư ta chưa thành lá mục đâu rồi tàn, và tàn còn trong những biếc sâu. Mọi người ơi, đi theo bóng mặt trời à, đi theo bóng mặt trời à, đi theo bóng mặt trời à, và đi theo bóng mặt trời à, đi theo bóng mặt trời à, đi theo bóng mặt trời à, đi theo bóng mặt trời. Ok, bài hát thứ hai, bài gì em? Ta cứ đi cùng nhau á. Đi đâu? Em muốn đi đâu? Em muốn đi đâu? Đi xa hả em? Hôm nay chúng ta không cứ phải đi đâu xa cả. Chúng ta có mặt ở đây là vui lắm rồi, là mừng lắm rồi. Đưa nhau đi chung. Hát nhiều lần lắm rồi nhưng mà mỗi lần là có một cảm xúc khác nhau. Yeah. Ở đây có ai đã từng nghe bài này đang biểu diễn ở đây trước rồi? Yeah. Hy vọng sẽ mang đến cho mọi người những cảm xúc khác biệt hơn. Yeah. Cảm ơn đã đến, cảm ơn đã hát theo, cảm ơn đã lắng nghe rất là nhiều. Yeah yeah. Sky ơi. Ê vô, bố em. Mẹ em.
bố anh. Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Chỉ mong em lại mạnh giấy, đừng lo em. Em hãy đi chỗ với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh, chạy con xe anh chở em trong trận. Mắt cắm chân trời mới toanh, mình ngủ một giấc. Giờ này một khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai giảng được. Ôi những thứ chán trường không tèo nào háo hức. Mình rời thành phố chật trời náo nức, nơi mà cả biển thở cũng làm ta lao lực. Mới những con đường xa làm anh thấy rạo rực, muốn đưa em đi trốn đến từ cùng trái đất. Anh chẳng có biết là ngày nắng đẹp rạng ngời, hay gió về hay bão táp mưa rơi, em đi với nhau ấy là ngày đẹp trời, thì theo anh đi trốn em ơi. To lên được không ạ? Hát to lên được không ạ? Cao hay bị sâu, biết mấy là yêu cho vừa, giang cho vừa, đúng rồi em ơi. Em mơ về ai, em mơ về ai, em mơ về ai. Lòng mình dạ nhiều khi muốn ném hết tất cả để mà đi, ném hết tất cả để mà đi. Giống như những đứa nhóc cùng nhà, sớm thức dậy một nơi xa. Em ơi chẳng muốn sống đời vẻ vang, để lên qua chút chó danh vào phòng vẻ bạn. Chỉ muốn em mẹ với nhau qua ngày tháng, ngày xối gầu nước mát, lửa hồng khi đông sang. Nhưng ta càng lớn càng không có sức phòng thủ, đời cuốn sâu ta. Âu lo thay vừa chúng ta khóa ba lần cửa và trốn đi không lời giết ta lần nữa. Em ơi đi trốn với nhau, kệ vòng xe đó đưa mình đi tới đâu. Kệ cho nắng cháy cho bụi phủ vai gầy, kệ cấm kệ áo kệ no đủ mai này. Sau lưng là bụi trước mặt, mình kệ như luật lệ mà mình. Đời nói một trách nhiệm có vẻ không ngoan, và ưu tiên một lần mình là trẻ không ngoan. Anh chưa tính kế hoạch cho cuộc đời anh, sẽ là mây đen cao đến hay trời ngời xanh. Nhưng nếu em muốn thấy chân trời mới toanh thì em ơi, nhiều hơn bầu không khí, bớt đi những mệt nhoài. Cuộc đời đâu được mấy, mình đi gì sớm mai. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh, chạy con xe anh chở em trong tràn. Mình phóng tầm mắt cắm chân trời mới toanh, và sẽ là những minh minh không có tiếng chuông báo thức. Và tất cả điều đó là mặt thầy háo hức, tất cả điều đó là mặt, và tất cả điều đó làm đen thầy háo hức. Lên nào mọi người ơi. Em mới đi trốn với đấy. Yêu cho vừa, giang cho vừa gì nhé. Yêu ta mơ về nhau, ta mơ về nhau. Để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi, lòng mình nhẹ nhiều khi. Muốn ném hết tất cả để mà đi, ném hết tất cả để mà đi. Đứa nhóc không nhà, yeah. Sớm thức dậy bố em, mẹ em. Bố anh thì đi lại còn mẹ anh, nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Chỉ vòng vẹn là mảnh giấy. Đừng lo đêm nha con đi chơi xa, đừng lo đêm nha con đi chơi xa, đừng lo đêm nha con đi chơi xa. Trời ném xong cái nón mới thấy tiếc. Yeah, cái nón mua tặng Đài Loan đó em, hình như là 40.000. Yeah, tí cho anh xin lại nha em. Tí cho anh xin lại nha. Ok. Ok. Thỏa mãn chứ các bạn. Đáng ghét. Một con người đáng ghét. Ơi, lần sau tôi nhắc này nha, cái khúc mà lúc mà Đen đứng trên đây và mọi người cùng hô với An là chữ mặt trời á, có đứng dưới nghe mắc cười lắm luôn á. Đen cứ đứng trên đây đi theo bóng. Đi theo bóng. Ở dưới thì mọi người vẫn mặt trời thôi, ok. Cảm ơn không khí mà Đen đã mang lại. Mặt trời là tốt rồi đúng không? Ok. Đen sẽ còn quay trở lại với sân khấu của chúng ta. Một thứ rất là đặc biệt đúng không? Mọi người đợi Đen nha. Đợi Đen nha, ok. Ok, Đen sẽ còn quay trở lại với sân khấu của chúng ta. Còn ngay bây giờ sẽ cùng đến với một cô gái có cái giọng nigger. Vâng, một tràng vỗ tay dành cho Kimmy. Yeah, yeah, thank you. What's up, Saigon? Yeah, baby. But today is not a bye. Hot mountain. Mash up. Everybody get down to the beat, yo. Are you feeling the beat? Are you feeling the beat? Are you feeling the beat? Huh? Các bạn ơi, mình đang nghe cái gì đấy? Nhưng mà nó
nó rất là bé, to lên được không ạ? Đều hơi mắc của mình thì chẳng có ai đây. Bởi vì đừng kìa chặt đều như thanh sợ biết. Cái tôi là logo. Niềm tin đục độ lên đạn kéo trượt. What? Thời đại công nghiệp, con người bị lôi xa so sánh những sản phẩm tín đồ dẫm đạp lên nhau để sinh thù hận. Niềm tin là chiếc cái tích cho sự tức giận. Ca tôi nhờ lộ, đúng hay là sai? Thù hận nảy sinh giữa cái trái với cái phải. Bầu trời mở rộng như đồng máy đóng cộng dẫm đạp lên nhau với cái tay xa không. Hello, I ain't here for this shit. Too much to like a wrong get rap yet. Muscle in my rank is 7 years wild. Because you know why, because I'm cop bitch. Drum nigga, I can lie to myself. Know we go, cause I know me well. Bad bitch, hold a peace sign up. To my fingers, got nothing but love. Damn! Mọi người đằng sau có nhìn thấy Kim Miz không ạ? Ở bên kia thì sao ạ? Có thể cho nhạc to lên một chút được không ạ? To lên! Ta nhìn thấy sự cuồng điên đã giữ ta lại. Cầm cho microphone, cầm cho microphone, nhìn tiếng nó xuống vậy. Cầm cho microphone, thấy ta không? Từ trên cao ta nhìn xuống. Từ trên cao ta nhìn xuống. Bitch, you got to nhìn xuống. Bitch, you got to nhìn xuống. What? Cô ta không tin vào haters, như cô không tin vào lời khen. Con tin với dùng rồi ghét, nhưng mà khùng vào cô, nhưng mà cô vậy nên. Nếu mày muốn lên đây thì kết đơn mây nữa gì. Yes, nhưng mà phiêu nó kéo mày lên rồi đưa mày chị. Đứng ở bên trên ta thấy trời rộng, bên dưới mà đừng có trời ngọc. Ta thấy có vài đứa hân hoan tập trung vượt lên mày đưa trời ngọc. Cuộc sống đây là cuộc chơi à? Lên lên xuống rồi lại rơi à? Cứ chia tay dưới cả ơi à? Chúc thành thời, what? Sài Gòn ơi! Are you ready to feel the beat, baby? Tại sao? Từ trên cao tự nhìn xuống. Ha! That's right, baby. Hát tiếp khúc One More Time với Kimmy nhé mọi người. Đứng trên đây, tự nhìn xem những thứ dưới đây. Ta nhìn thấy, sự cuồng điên đã giữ ta lại. Cầm cho microphone, cầm cho microphone, nhìn tí nó rung vậy. Cầm cho microphone, thấy ta không? Từ trên cao tự nhìn xuống. 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 Mọi người ơi, và sau đây sẽ là một đoạn rap. Nó cũng hé lộ cho một sự kết hợp giữa mình và Hòa Brox. Và bài rap này mình cũng đã từng rap ở The Remix với cả Bảo Thi. Bài rap mang tên Gương. Bài hát này thì chưa release. Và mong mọi người sẽ đón nhận bài hát này. DJ turn it up! Nhưng suy và trốn chạy tới khi quên mất ta đang tồn tại. Bối rối lúc đi quá khứ để trống vắng cho linh hồn lại. Gương ơi ngự ở trên tường cho ta tìm tình yêu lý tưởng. Con tim ta chán trường xây bức tường khỏi những sai lầm ngàn đường. Cho ai bà đi đêm nay bà đi suy tư và nam đức. Từ khi nào ta đã quên mất con tim mình vẫn rào rực. Từ khi nào ta đã hoán đổi sinh trí giữa ảo và thực. Trời con không hứa con sẽ không bao giờ sai lần nữa. Nói cho tôi về tình yêu hoàn hảo, trong khi trái tim tôi thét gào. Hai thứ yêu dù chẳng biết nó sẽ như thế nào. Cho dù mưa hay cho dù nắng, vì ngọt ngào hay vì mặt đắng. Kẻ thúc mong hai người chiến thắng. Được là ba hay về tay trắng. YOLO YOLO baby, cho cho đi những thứ ta đã thiên tha. Bỏ lại những quá khứ sau lưng bởi vì nó đã ra đi rất xa. Buông ta lên với sóng với gió để có khoảnh khắc ta chưa nhận ra. Trong phút trước khi nhìn lại đó, và nó không phải là ta. Hey, hey, trong phút trước khi nhìn lại đó, và nó không phải là ta. Hey, hey, trong phút trước khi nhìn lại đó, và nó không phải là ta. Thank you so much. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và sau đây sẽ một đoạn rap, à một bài hát thì đúng hơn. Yes baby, thank you. Và sau đây sẽ là một bài hát mà Kim Miz cũng đã viết
khi mà đợt Kimmy ký hợp đồng với cả bên bên Music Faces, cái thời điểm đấy cũng là thời điểm mà bắt đầu cho sự quen biết giữa mình và Suboy. Và bài hát mang tên Destiny. Mọi người có thể nhún nhảy theo beat của Toliver được không ạ? Ê, 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 ê. Remember my names, yo. Space boy, space girl, space speakers, Kimmy's. Ê, 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 ê. Sometimes in life you wanna run away, just wanna run away, just wanna run away. Asking yourself if you are good enough. Yes, you are good enough. Yes, you are good enough. They say you can do this, they say you can do that. You should have no regret, don't ever miss your chance. When the times are tough and you had enough, believe in yourself, there's no way you can fail. If you believe to get, you wanna dance, if you wanna dance.
rồi, rất nhiều. I love you, I love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you. Một tay vào tay dành cho Kimmy. Yeah, that's my Saigon people. Yeah. Hey. Năng lượng chưa bao giờ là vấn đề với bạn. Ok, trong đêm nay thì chúng ta sẽ có một sự kết nối dành cho tất cả mọi người ở đây. Nãy giờ thì Sony HR Park đã cùng kết nối với tất cả mọi người và âm nhạc. Còn bây giờ sẽ là một kết nối mới. Kim sẽ gặp lại Đen tại sân khấu chúng ta đêm nay. Ok, màu đỏ đang khá nhiều. Xin mời mọi người hãy mở một con đường cho rapper Đen quay trở lại sân khấu. Skitty bop 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 and chung 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 chung. Vâng, và chúng ta sẽ dành cho một phần kỹ thuật một ít thời gian. Và trong đêm nay các bạn nên nhớ, trong đêm nay chúng ta sẽ còn rất nhiều phần quà dành cho các bạn. Ngoài bữa tiệc âm nhạc, chúng ta vẫn còn 10 đôi giày và 3 giải thưởng quan trọng nhất của Sony Extra Bass trong đêm nay. Còn ngay bây giờ sẽ là một sự kết hợp giữa Đen và Kimmy. Ok, xin mời Kimmy ngồi sau phần trình diễn vừa rồi. Xin mời. Xin cảm ơn. Có một lần Phi gặp Kimmy và Phi đã có hỏi Kimmy một câu là tại sao bạn lại đổi nghề danh của mình. Trước đây bạn có tên là Kim. Và câu trả lời thì Phi vẫn còn nhớ tới bây giờ. Đó chính là Kim trả lời rất thật. Anh ơi, bây giờ tên của em mà search trên Google nó chỉ ra Kim May Đồ, Kim May, Kim May, Kim, Kim và Kim Đồng, Kim Jong Moon, Kim Seun. Và sau khi suy nghĩ rất nhiều thì Kim đã quyết định chọn một cái tên mới, đó là Kimmy. Và Phi cực kỳ thích nghề danh mới này cũng như là Ok, Đen phỏng vấn tình cảm thì Đen lại xuất hiện. Ok, sân khấu bây giờ sẽ dành cho Đen và Kim cũng như là sự kết hợp đặc biệt trong đêm nay. Một tràng pháo tay dành cho họ được không nào? Yeah, xin nhường lại tràng pháo tay này dành cho một người bạn của tôi đã rủ rê được đến đây. Linh Ly à? Ly ơi. Linh Ly xin gửi lời chào đến tất cả các bạn ạ. Thực sự là rất là bất ngờ. Có bất ngờ không Kim? Rất bất ngờ luôn, em không nghĩ anh sẽ ở đây. Hôm nay Linh lại bị Đen bắt cóc đến đây và Linh hy vọng là chúng mình sẽ làm các bạn vui và quẩy hết mình đúng không ạ? Yeah. Ok, rap caustic bắt đầu nha, anh em nhờ. Đội hình bắt đầu đủ ấy. Nhưng mà thực ra là chưa tập. Là chưa tập luôn. Đây là một màn rất là ngẫu hứng nên là cũng rất là ngẫu hứng nên mọi người. Hãy cùng mọi người. Ok. Và đây sẽ là một bản mashup với các bài khác nhau và bọn mình sẽ chơi các thể loại nhạc khác nhau và đầu tiên sẽ là một thể loại swing với giai điệu của Hương Ngọc Lan. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng classic cổ điển chưa ạ? Oh yeah baby, hip hop cổ điển. Sorry vì quay mặt lại mọi người nha. Yeah. Are you ready, baby? Go!
mình sẽ phải cùng thêm nhiều cà phê hơn. Vì đêm nay chúng ta sẽ không ngủ, anh sẽ vặn ngược lại kim của đồng hồ để nó luôn chuyển qua thời khắc nửa đêm. Ta sẽ có một ngày dài như là thế kỷ, như vậy mới đủ để cho anh hiểu em. Nói lời chân thật với nhau, đừng bắt tâm tư bị xen vào lòng. Em cần bay túi ba gác, bên nhau đừng sợ cha nhau. Em đôi bên từ từ có một đèn thứ hai, biết cho em những điều kỳ lạ. Em sẽ nhận ra chỉ đèn thứ hai, bởi vì anh không thích đồ ngọt. Không cần lớn, luôn cần bóng và không cần lớn. 1, 2, 3, go. Bởi vì bạn ấy không có thời gian tập. Và bây giờ Lì hát không cần nhạc. Cô gái bạn bên ok. Hai hát cùng với cả bên nhạc có thể đánh một bản ngẫu hứng cho Linh Ly được không ạ? Anh có thể hát cho bọn tôi một bài được không ạ? Please. Okay. Cô gái bạn bên nha, cho Lì bất hát một cứ bài gì anh muốn. Okay. Tôi tin rằng tất cả mọi người ở đây rất muốn nghe phần trình diễn của Linh Ly. Anh ơi đừng giấu tài nữa. Anh có tài mà. 3, 2, 1, bắt đầu. Cho ngồi nhờ tí nha em.
Vô, cố gắng ăn bên đi. Ông không cần nhạc đâu. Chuẩn bị này. Đúng nhạc em gái mưa nhờ. Nghe như tiếng gió xôn xao trong lòng em, khi hai ta vẫn chưa biết tên nhau, chưa kịp quen. Giờ tình ta ngồi lại bên nhau, nói vẫn có những điều gì nói, vui vơ những là gì chưa tan những lời mơ. Tối này nói cần đúng hơn. Đủ lặng nghe chân sách cái lầm dở, nơi đây quá đủ cho những hay mơ. Nhưng trong không gian này, anh là thằng nhóc. Đâu anh không nghĩ quá nhiều đừng tôn ta, vỗ lòng. Tắt những cuộc gọi, tắt cả email. Lâu anh sẽ dắt tay em đi theo. Đến một nơi chạy biết là nơi nào, nơi mà nỗi buồn để em bé đi theo. Nơi mũ sầu mộng như là cánh ve, nụ cười em đỡ cho như là bánh xe. Với con đường sông, thoát con bước về. Nơi mưa con đường chú, thì mình đã có mình che. Đôi khi anh đã quên đi hiện tại, quên đi quá khứ, quên luôn cả tương lai. Em có bao giờ thấy thời gian như ngừng lại? Trong một khoảnh khắc ta còn nhớ mình là ai? Chỉ em trong không gian này, anh là thằng nhóc trong anh không phải vậy. Đâu anh không chịu quá nhiều điều đâu ta. Dối lòng cái gì có bất cứ ông ta. Có thể gọi như anh là cả đi. Vì điều đó đúng anh cũng sẽ đã biết. Ai cũng thay đổi chỉ có đang là bất biến. Em đang cố cùng với cả mơ cũng đã nghe. Một lần em ơi anh là ai phải quên. Vì em có là cảm xúc không có tên. Không có hạnh phúc, không có buồn phiền. Đối diện với em là cả trai bên bàn quên. Vào một chiều tàn, lòng vui như thể nhắc được yêu vàng. Tâm tư rộn rã như con sóng ngoài xa. Đơn như sao thấy mình cùng chiến trong một không gian. Em là cô nhất nếu em không thể hiểu được tôn xa. Chóa lòng bắt đầu hữu hạ. Mãi giúp mình có thể hai người hạ. Trong đó thì cần năm thì mười hạ. Có hai người nhau là quán quen. Kể những câu chuyện không đầu không đuôi. Đến những cảm xúc không màu không mùi. Sống vui mình là lúc nào không đầu không vui. Đừng thôi đã biết đó, bỏ về đã biết đâu. Mọi người thể hát to đúng không ạ? Biết chưa? Rơi sao là con, sao biết tin người? Ta là đã có biết đâu, chỉ biết người hát đầu người. Nhắm mắt đã biết thôi, chỉ biết người hát đầu người. Biết nghe người, đứng lại đã biết đâu, gì chỉ biết người hát đầu người. Một bộ trại, biết nói câu gì, chỉ biết ngồi hát sống cười. Yeah, yeah! Ok. Sao bạn, món quà này đủ không mấy bạn? Ok, lên đây phạt trước. Bạn này là người không có tên trong chương trình. Cho ok, chúng ta vẫn dành cho Lily một tràng pháo tay nữa đúng không? Nếu mà được phạt thì cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Amazing band. Một sự kết hợp giữa Kimmy, Đen và Linh Ly tại sân khấu của Sony Extra chúng ta ngày hôm nay. Một tràng pháo tay dành cho. Ok, và bây giờ là tiết mục đặc biệt. Yeah. Chia sẻ một điều này nè. Hôm nay khi mà Đen đứng ở đây, Đen không cảm giác là mình đang đi diễn. Cảm giác là mình trở về nhà với những người anh em. Thực sự luôn, nó không phải là lời nói thảo mai. Đen không có gì phải che giấu, không có gì phải diễn cả. Mọi thứ đang rất là tự nhiên. Và bây giờ Đen có một món quà gửi đến cho mọi người. Một hát của Đen với... Đúng rồi, vừa nghe thấy xong. Bài hát Đừng gọi Đen là idol.
tối nay sẽ ra vào lúc 12 giờ. Giống sếp, ok. Và bây giờ Đen sẽ cho mọi người xem MV trước được không? Nhưng mà có một điều chú ý mọi người, đừng livestream nữa được không ạ? Bởi vì Đen rất cần view YouTube, view đó mang lại cho Đen nhiều tiền lắm. Ok. Hãy cho Đen tiền, đừng cho người khác tiền, ok. Chơi bài ngửa luôn. Và bây giờ là MV. Bài gì nhờ, quên đó rồi. Đừng gọi anh là idol, okay. Đừng gọi anh là idol. Bây giờ mất tiếng rồi, không hát được đâu. Mọi người xem MV nha. Đen ngồi đây cùng với mọi người, chúng ta hãy reaction. Đây là buổi reaction đông người nhất từ trước đến giờ đúng không? Ngồi đây Lì ơi. Ok. Thế vừa xem có vừa hát không Đen? Hát đi, tớ không hát đâu, mệt lắm rồi. Ok. Mọi người ơi, đèn flash của mọi người đâu ạ? À? Đèn flash đâu mọi người ơi? Cho Đen xin đèn flash được không ạ? À? Đừng gọi anh là idol. Và đừng gọi anh là idol. Dù anh được vài người biết và nhạc anh đôi khi viral, những bài nhạc em thích nghe rồi thì cũng sẽ có lúc chán. Băng ở hai đầu cực, hai vài năm rồi cũng có lúc tan. Đừng gọi anh là idol, anh chẳng có gì thú vị cả ngoài vần thơ và lời nhạc. Anh buồn như đêm ở thị xã, anh chỉ là người bình thường. Lời anh nói không trở thành chân lý. Anh cũng có những sai lầm, cũng chưa hề vượt qua được sân si. Anh làm nhạc không phải để cho ai vui cả, và không phải gà để trứng để cho ai nuôi thả. Anh không phải thần tượng để cho ai noi, gương anh chỉ là người hát rap, anh chỉ cần không bị coi thường. Anh không muốn bị đánh bóng như cách họ đánh đôi giày da. Đừng có anh là thần tượng, mẹ biết sẽ rầy la. Anh không có đẹp trai, người thì rất là gầy và nghệ sĩ như anh, dâu trên thế giới này đầy ra. Anh không muốn áp lực phải là thần tượng của một ai, vì điều đó sẽ biến anh thành người khác vào một mai. Sống không được là mình, nôi điều đó thật là đau đớn sao. Anh ghét việc bị trở thành một thứ gì đó thật lớn lao. Anh ghét việc bị trở thành một thứ gì đó thật lớn lao. Xem đi em ơi, đừng quay anh nữa, xem anh đi. Là người bình thường đến mức không thể nào thường hơn. Không thể nào thường hơn. Phải làm vẫn lao động để nằm có mình trên chiếc giường đơn. Trên một chiếc giường đơn. Có khi thoải mái cũng có lúc như đi trên đường chân. Lòng có khi bằng phẳng, có lúc chập trùng như là Trường Sơn. Linh Ly. Anh thì không phải là một thần thánh, anh chỉ là người bình thường. Anh chỉ đang làm điều mình thích, chẳng có gì ghê gớm đâu. Mọi thứ đến quy về gian đơn, cho dễ sớm. Nhà canh như cơn mưa bay bay đi. Em đi, đừng nhìn anh. Anh thì không phải là một thần thánh, anh chỉ là người bình thường. Anh chỉ đang làm điều mình thích, chẳng có gì ghê gớm đâu. Mọi thứ đến quy về gian đơn. Underground này anh không đại diện. Nước rẽ vương khác để cho họ toàn quyền. Những ngôi sao đang sáng rồi có lúc thành sao tàn và mới chỉ làm ca lớn ở trong ao làng. Họ tìm cách để lên top. Anh chỉ muốn đi xa rồi. Họ tìm cách để thêm hot. Anh chỉ muốn anh ca thôi. Họ thì muốn có công chúng. Anh chỉ muốn một quả đồi. Họ muốn là cây đại thụ. Anh muốn là chiếc lá rơi. Mainstream này không níu được chân anh. Và anh không thích đồ ngon đến cả miếng bánh họ phân trăng. Và anh chỉ thích những thứ xuất phát từ lòng chân thành. Và không muốn bị điều khiển như là quả bóng trên sân băng. Yo, nếu để thành công anh đã cố để học thật giỏi rồi. Nếu để giàu có anh đã cố để trở nên lõi đời. Nếu để ra vẻ anh đã cố để trở thành quý ông. Nếu để mà nhanh nổi tiếng, rap kiểu này chỉ phí công. Rap kiểu này chỉ phí công. Rap kiểu này chỉ phí công. Nếu để mà nhanh nổi tiếng, rap kiểu này chỉ phí công. Anh chỉ là người bình thường, thường đến mức không thể nào thường hơn. Không thể nào thường hơn. Vẫn lao động nên nằm co mình trên chiếc giường đơn. Đời có khi thoải mái, có lúc như đi trên đường trơn. Lòng có khi bằng phẳng, có lúc chập trùng như là Trường Sơn. Chập trùng như là Trường Sơn. Anh không phải là một thần thánh, anh chỉ là người bình thường. Anh chỉ là người bình thường. Anh chỉ đang làm điều mình thích, chả có gì ghê gớm đâu. Mọi thứ nên quy về gian đơn, cho dễ sớm. Nhà thành như cơn mưa bay bay đi ba cho tâm hồn. Anh chỉ không phải là một thần thánh, anh chỉ là người bình thường. Anh chỉ đang làm điều mình thích, chả có gì ghê gớm đâu. Mọi thứ nên quy về gian đơn, cho dễ sớm.
như cơn mưa bay bay tên mặt cho tâm hồn. Anh chỉ là người bình thường, thường đến mức không thể nào thường hơn. Vẫn phải làm, vẫn lao động để nằm co mình trên chiếc giường đơn. Đời có khi thoải mái, cũng có lúc như đi trên đường trơn. Lòng có khi bằng phẳng, có lúc chập trùng như là Trường Sơn. Yeah. Xin cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe, vì những tràng pháo tay. Cảm ơn Sony đã cho Đen và Linh có cơ hội được đứng đây show cái bài mới này. Và nhớ tối nay 12 giờ đêm nha. Ban tổ chức đếm cho em bao nhiêu người có mặt ở đây tối nay mà không đủ từng này view là em sẽ tìm đến từng nhà mọi người, ok? Ok! Ok! Vâng, xin cảm ơn mọi người và Đen cũng như là Linh Ly dành tặng cho chúng ta đêm nay. Còn bây giờ hãy trả lời sân khấu chúng tôi được không ạ? Thank you! Sao các bạn khán giả? Buổi tiệc hôm nay ok chứ? Ok không? Ok không? Ok, buổi tiệc chúng ta sẽ vẫn chưa dừng lại. Và sau Đen và Linh Ly, ngay bây giờ xin mời các bạn đến với Đạt Chi. Ayo, what's up? Thì MV của anh Đen tuyệt vời quá, các bạn có thể hô to một lần nữa đúng không ạ? Ok, thì cũng là một người trẻ, luôn tìm tòi cho bản thân mình để xem mình làm được trò trống gì. Thì hôm nay thì Đạt mang đến tất cả các bạn một bài rap lớp. Cái khúc là Buông Bàn Tay Thật Nhanh. Mình fit cùng với Du Yên, nhưng mà hôm nay Du Yên có việc nên Du Yên đến không được thì... các bạn hát cái melody nữa nếu có ai thuộc nha bạn. Em ơi anh có quá nhiều sự lựa chọn, anh còn có cả bầu trời tương lai đang đường chơi vơi cứ tấp lên từng ngọn. Anh quyết định đi như vậy là không sai, vì anh quyết định mình sẽ không ở lại sự thương bắt ốc của những tiếng.
nhanh đi. Buông bàn tay thật nhanh lên. Buông bàn tay thật nhanh đi. Buông bàn tay thật nhanh lên. Ok, thank you. Cảm ơn tất cả các bạn ạ. Thì đã có vài lời muốn chúc các bạn thôi. Thì chúng ta là những người trẻ. Mình thích gì á thì mình cứ tìm tòi nấy. Cứ cố gắng phát huy hết tất cả của bản thân mình đang có để về sau, về cỡ 30 tuổi hay 40 tuổi mình sẽ không hối tiếc về những thứ mình đang làm, dù có là cái gì đó cũng được. Ok, cảm ơn các bạn ạ. Thank you. Vâng, phần chuyện của Đạt Chi. Okay. Sẵn tiện mình mở sẵn con đường này luôn đi các bạn. Đừng để mình nhắc lại nữa, bởi vì chúng ta sẽ đón chờ một khách mời nữa. Rob Mustard! Yeah. Mày lên gặp mọi người, quên cả mic. Yo, xin chào tất cả mọi người có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Wow. Và ca khúc mà mình muốn gửi đến mọi người hôm nay chính là một bản mix, bản remix mới nhất của mình cho một ca khúc mà ở đây có lẽ đã rất là nhiều người sẽ quen thuộc với ca khúc này. Rất hy vọng mọi người sẽ lắng nghe và ủng hộ ca khúc. Chúc mọi người một buổi tối thật tuyệt vời không ạ? Yeah. Và hy vọng mọi người sẽ nhún nhảy hoặc hát cùng mình cùng ca khúc này được không ạ? Chúng ta sẽ có một buổi tối thật tuyệt vời cùng nhau được không ạ? Tìm ra lối, tìm đây phút ngàn lời, cho đêm chơi vơi, để những ánh mắt đôi môi chạm nhau mang theo gọi mời. Xin cho đất tan vào những năm nuôi miên man, khi em ghé ngang đời chân mang sắc hương thiên đàng, và cho những năm mang lại đến lớp tin nhân gian, ngày ta yên vui cùng ngàn. Ta nhìn đi qua hết bao nhiêu mây xưa trên đời, nhiều yêu thầm căng yên kiếp khi ta một giây bên người, mình chỉ cần một là từ xuân của ta đi. Với một sân thức giấc nghe em bên ta vui cười, cho đêm ta nghe hết dù tay em qua đời lời. Đây ngọt ngào và trong veo cũng phải làm trăng sao. Và ta xin lĩnh đổi cả dưỡng tiền nắng để lấy chiếc hơi ấm của em. Xin đổi đi hết tiền bạc danh tiếng những thứ hàng trăm người thèm, bởi cả ngàn điều phù phiếm đâu bằng một thoáng môi mềm. Khi đời này sẽ mong đầy nỗi tiếc nó không có nàng ở bên, nhìn em ta mới chân yêu từng khoảnh khắc, mang hết tương tư dấu vào theo từng bản nhạc, để mai này tình nở như muôn hoa không tàn sắc. Mà cùng tìm kiếm bao ý thơ để đắm say trong tiếng nhạc du dương, gọi về xa theo bước ta ngẩn ngơ, dù ngàn kiếp ta vẫn chờ, chỉ cần có phút giây để trao yêu thương. One more time, baby. Một lần nữa nào. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người là những người rất là tuyệt vời. Xin dành một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta ở đây buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, và để tiếp theo chương trình thì xin mọi người một tràng vào tay lớn hơn nữa dành cho một nghệ sĩ tài năng tiếp theo, Ceci.
Sensi rất là vui khi được gặp tất cả các anh em Sài Gòn ở đây ngày hôm nay ạ. Và đầu tiên để mở đầu chương trình thì Sensi sẽ gửi tới mọi người một bài hát khá là nổi tiếng trong thời gian vừa qua mà có lẽ ở đây ai cũng biết. Đó là một bài hát của Orange. Là bài gì ạ? Người Lạ Ơi, xin mời nhạc ạ. Ai thuộc bài hát này còn có thể hát cùng mình được không ạ? Lắm lúc chỉ muốn có ai ở cạnh bên thôi, lặng yên nghe những lời tôi nói. Có lẽ nước mắt sinh ra để dành cho tôi, từ lâu nhưng chẳng thể thay đổi. Chẳng thể vỗ về bản thân mình, đành ôm cô đơn cùng lặng thinh. Cơn ai đó là ở bên và một giây thôi xin đừng vội vã. Người là ơi, xin đã cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ơi, xin đã cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả. Quên lãng để tôi thanh thản. Người là ơi, xin cho tôi mượn niềm vui, để lần yêu đuối này là lần cuối thôi. Mọi người ơi, chỉ muốn có ai ở cạnh bên thôi, lặng yên nghe những lời tôi nói. Có lẽ nước mắt sinh ra để dành cho tôi, từ lâu nhưng chẳng thể thay đổi. Chẳng thể huyễn hoặc những mơ mộng, đành ôm cô đơn cùng lặng thinh. Nụ cười rất là ngỡ như là nụ hoa trên lưới rồi đây. Người là ơi, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả đừng vội bàng hoàng. Người là ơi, xin hãy ghé qua chúng tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người là ơi, xin cho tôi mượn niềm vui để lần yêu đuối. Một bài hát là một sáng tác của mình trong thời gian vừa qua với sự hợp tác giữa Masiu và Nhật Nguyễn. Bài gì ạ? Và Tùy Âm, xin mời nhạc ạ. Mọi người có thể say cùng CG hôm nay được không ạ? Rốt đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng. Nồng khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm này say chất ngất. Dẫu năm tháng ấy còn đâu, những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh ngời, lạc giữa mấy ngàn người trốn xa.
chẳng có đủ cho một mối tình. Dẫu em không thể ở lại với anh, mình chẳng cùng với nhau. Đã có mặt trong đêm nay và cổ vũ nhiệt tình cho CG ngày hôm nay ạ. Mọi người rất là tuyệt vời ạ. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn em về phần trình diễn tuyệt vời của mình. Tôi vẫn luôn thích màu đỏ. Màu đỏ đẹp lắm nha. Ok. Bỏ phần chọc gái, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình đêm nay. Nãy giờ chúng ta đã đến với những nghệ sĩ, những bài hát. Còn ngay bây giờ sẽ là sự quay trở lại của hai nhóm nhảy chiến thắng cách đây 5 tháng tại sân khấu này. Vâng. Hãy cho tôi một con đường rộng hơn, rộng nhất có thể để chào đón Freestyle Crew. Và người có mặt trong trận chung kết cách đây 5 tháng, Rocker Run. Vâng, xin mời hai bạn, xin mời hai nhóm quay trở lại với sân khấu chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và trong đêm nay, hai đội sẽ thi đấu với nhau 5 round để giành được người chiến thắng. Ở đợt trước thi thì vẫn có giám khảo ngồi phía dưới chấm. Nhưng đợt này thì giám khảo của chúng ta đứng xung quanh sân khấu. Và đó là tất cả các bạn. Và những tràng vỗ tay của các bạn sẽ là điểm số quyết định xem đội nào sẽ đội chiến thắng trong đêm nay. Ok. Vâng. Các thành viên của hai đội đang có mặt ở sân khấu. Và âm nhạc cho trận đấu này tôi xin được giới thiệu DJ Defense. DJ Defense. Ok. Vâng, xin mời các bạn khán giả, chúng ta hãy bước lùi lại mỗi bạn nửa bước đến một bước. Chúng ta cần không gian rộng hơn để cho hai nhóm cũng như là tất cả mọi người phía sau có thể tiện theo dõi trận đấu của chúng ta. Vâng, và ở trận chung kết lần trước hai đội đã vượt qua rất nhiều đội và có mặt trong đêm chung kết và trận thắng tạm nghiêng về Freestyle. Và trong ngày hôm nay, Freestyle sẽ chứng minh giá trị của họ một lần nữa. Trong khi đó, Joker Rock với tâm thế phục thù. Hy vọng rằng đây sẽ là một trận đấu thật sự hấp dẫn. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ xem đội nào sẽ là đội bắt đầu 5 round của chúng ta. Ok. Yeah. Joker Rock sẽ là người bắt đầu. Và ngay bây giờ xin mời các bạn đến với trận tái đấu giữa hai nhóm Freestyle và Joker Rock.
Quang Vào. We'll be right back.
You try, you can't stop us now. But you're gonna learn where you go too far. Just stay on your path, man. What we say? People.